Chào mừng anh em đến với chương trình Uni Talk Show Cà phê Kỹ thuật. Và mình là Lâm sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Như các anh em kỹ thuật đã biết thì phần đo rung động rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực trong công nghiệp, như sản xuất thiết bị, máy móc hay hàng không và xây dựng. Nó giúp chúng ta phát hiện sớm những hỏng hóc tiềm ẩn và duy trì hoạt động ổn định của thiết bị và động cơ. Trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói kỹ hơn về phần đo rung động trong động cơ. Đây là một phần mà anh em kỹ thuật trong nhà máy cần phải có một chút kiến thức, nhất là khi chúng ta làm việc với những động cơ có tải trọng và công suất lớn. Đồng hành với tôi trong chương trình ngày hôm nay thì có bạn Song, một kỹ thuật viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực rung động. Cảm ơn Song đã đến với chương trình Talk Show. Song có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình được không? Chào anh em, mình là Song, kỹ thuật viên của công ty Unitech tại cơ sở Hà Nội và mình chịu trách nhiệm mảng phân tích rung động. Rất vui khi được tham gia chương trình ngày hôm nay. Ở số trước thì chúng ta đã nói về các vấn đề liên quan đến rung động và các phương pháp đo. Vậy những dạng hư hỏng nào sẽ thường xuất hiện trên thiết bị quay? Khi vận hành sẽ có rất là nhiều vấn đề có thể xảy ra bên trong thiết bị. Trong đó, hư hỏng vòng bi là dạng hư hỏng thường gặp nhất bởi vì vòng bi là bộ phận chịu lực chính. Ngoài ra, những dạng hư hỏng khác như mất cân bằng, lệch trục, hỏng cơ khí hay những hư hỏng bên trong hệ thống truyền động cũng là những dạng hư hỏng rất là hay gặp bên trong nhà máy. Vậy Song có thể chia sẻ chi tiết hơn về những vấn đề kể trên được không? Đầu tiên là hư hỏng vòng bi. Hư hỏng vòng bi là những hư hỏng xuất hiện bên trong vòng bi của động cơ. Những hư hỏng này có thể là những vết nứt, vỡ hoặc là mòn xuất hiện bên trong vòng bi. Chúng có thể xuất hiện bên trong, vòng ngoài hoặc là bên trên viên bi. Khi những hư hỏng này xuất hiện, nó có thể gây tăng ma sát, giảm hiệu suất của động cơ, thậm chí có thể làm kẹt động cơ và gây cháy động cơ. Hư hỏng vòng bi khá là nguy hiểm cho động cơ, vậy có cách nào phát hiện sớm những hư hỏng này không? Với những phương pháp phân tích từ cơ bản đến chuyên sâu, chúng ta đều có thể phát hiện ra hư hỏng vòng bi. Với những thiết bị phân tích cơ bản như Flux 805, chúng ta sẽ dựa trên chỉ số CF cộng, hoặc là Wincanson Mark 820, chúng ta sẽ dựa trên chỉ số BDU. Cao hơn là với những thiết bị phân tích chuyên sâu như Flux 810, chúng ta có thể phân tích hư hỏng vòng bi với độ chính xác cao hơn, chi tiết hơn cũng như là phát hiện được sớm những hư hỏng. Vậy còn những vấn đề khác thì sao? Với những lỗi như mất cân bằng, lệch trục hoặc lỏng cơ khí thì những thiết bị đo rung cơ bản sẽ rất là khó để có thể phát hiện. Khi những vấn đề này xảy ra thì giá trị đo rung của thiết bị sẽ tăng lên bất thường, và với những thiết bị đo rung chúng ta chỉ có thể biết được là động cơ đang gặp vấn đề mà không biết là hư hỏng là gì. Để biết được hư hỏng ở đâu và vấn đề chính xác là gì, chúng ta sẽ cần những thiết bị phân tích rung động. Vậy để phát hiện những hư hỏng dạng này thì chúng ta có những phương pháp gì không Song? Mỗi một dạng hư hỏng sẽ có những dấu hiệu nhận biết riêng. Ví dụ như là mất cân bằng thì dấu hiệu nhận biết sẽ là những tín hiệu rung động với tần số bằng với tốc độ quay. Tương tự như vậy với những dạng hư hỏng khác như lệch trục hoặc lỏng cơ khí cũng sẽ có những dấu hiệu nhận biết riêng của nó. Với thiết bị phân tích rung động thì thiết bị sẽ có khả năng phân tích từ những tín hiệu phức tạp thành những dạng cơ bản, từ đó tìm ra được nguồn gốc hư hỏng, qua đó phân tích được những dạng hư hỏng là gì và nguồn gốc của nó là từ đâu. Bạn có thể cho mình và mọi người cùng xem kết quả phân tích đo rung động như thế nào được không? Như các bạn có thể thấy trên màn hình là kết quả khi mà chúng ta thực hiện phân tích bằng thiết bị Wincanson Mark 800. Trên màn hình sẽ thể hiện cho ta những giá trị đo cơ bản cũng như là với những cái giá trị phân tích ở mức độ cơ bản. 1x, 2x, 3x ở đây sẽ tương ứng với cả những cái lỗi mà chúng ta thường gặp là mất cân bằng, lệch trục và lỏng cơ khí. Ngoài ra khi thực hiện phân tích, người vận hành có thể thực hiện phân tích chuyên sâu hơn dựa trên phổ phân tích FFT hoặc là time waveform. Như ở tập trước thì bạn có chia sẻ rằng những thiết bị đo rung động cần có một chút kiến thức về kỹ thuật. Vậy thiết bị này có yêu cầu cao về kiến thức kỹ thuật không? Để có thể thực hiện phân tích rung động với thiết bị Mark 800, người dùng phải có những kiến thức về phân tích rung động cũng như là hiểu rõ về những vị trí đo và những dấu hiệu của những hư hỏng. Khi đó, việc sử dụng thiết bị Wincanson Mark 800 mới hiệu quả. Có thể thấy đây là mức độ phân tích cơ bản. Vậy phân tích chuyên sâu hơn thì sao? Như các bạn có thể thấy, đây là một báo cáo thiết bị phân tích rung động Flux 810. Ngay phía trên sẽ là những thông tin của thiết bị cũng như là cài đặt và những thông số mình setup trước. Ngay phía bên dưới sẽ là những cái phần phân tích và những cái recommend khi mà để mà xử lý vấn đề. Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái báo cáo này, chúng ta sẽ biết được những hư hỏng của nó là gì, xảy ra ở đâu, mức độ hư hỏng như thế nào và hướng để mình xử lý là như thế nào. Ngoài ra, nếu như mà anh em kỹ thuật có kiến thức về phân tích rung động, chúng ta có thể dựa vào những phổ phân tích ở ngay phía dưới. Qua đó chúng ta có thể phân tích thêm những cái lỗi hư hỏng chuyên sâu hơn dựa vào những cái phổ phân tích này. Vậy thì thiết bị Flux 810 sẽ tự động phân tích lỗi và người dùng sẽ dễ sử dụng hơn phải không? Cũng như những thiết bị phân tích rung động khác, Flux 810 cũng yêu cầu người dùng phải có những kiến thức cơ bản về rung động, phải biết vị trí lắp đặt ở đâu, cài đặt thiết bị sao cho chính xác để đảm bảo tránh những sai sót khi mà thực hiện đo.
Tuy nhiên, việc phân tích rung động sẽ được Flux 810 thực hiện tự động. Vì vậy, những yêu cầu về kiến thức phân tích rung động sẽ không quá cao. Vậy thì thiết bị Flux 810 có thể phân tích được những dạng hư hỏng nào? Flux 810 được tích hợp thư viện phân tích rung động cho hầu hết tất cả các loại thiết bị trong nhà máy, cũng như là hơn 200 loại lỗi của những thiết bị kể trên. Vì vậy, khi mà thực hiện phân tích rung động thì Flux 810 có thể phân tích và phát hiện được ra hầu hết tất cả các loại, những loại lỗi thường gặp trong nhà máy. Cảm ơn Song vì những chia sẻ rất hữu ích ngày hôm nay. Thì qua buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta đã hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc đo rung động trong động cơ, các phương pháp kiểm tra, phát hiện hư hỏng cũng như cách sử dụng các thiết bị phân tích rung động. Việc duy trì và bảo dưỡng thiết bị quay trong nhà máy luôn đòi hỏi sự cẩn thận và kiến thức chuyên sâu nhờ sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại như Flux 810 hay Wilkerson Max 800. Công việc này đã trở nên rất dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều. Rất cảm ơn Song và các bạn đã dành thời gian tham gia theo dõi chương trình Unitalk Show Cà phê Kỹ thuật ngày hôm nay. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho anh em trong công việc hàng ngày. Nếu anh em có bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề gì cần trao đổi thêm, hãy để lại thông tin bên dưới phần bình luận hoặc liên hệ số hotline 0946 999 975 để được tư vấn và giải đáp. Cảm ơn anh em đã theo dõi buổi trò chuyện. Hãy like và đăng ký kênh để theo dõi các buổi trò chuyện sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong số tiếp theo.